ly hôn cũng được tháng gì? Dạ. Ủa, tháng này cũng mấy năm trước. À, mấy năm trước ly thân. Mới ly hôn một tháng thiệt luôn hả? Dạ đúng. Hồi nãy anh gạt em lần rồi, bây giờ em không có tin anh nói đâu, khổ ghê. Từ đó giờ mình cũng như chưa có mối tình nào sâu đậm hết. Mối tình để bắt vai mình chưa có. Rất nhiều khi cũng giả bộ làm người phụ nữ mạnh mẽ, nhưng mà cũng lúc cũng yếu đuối đó. Cũng khóc, cũng dựa vào một vai một người nào để khóc. Nhưng mà cuộc đời mà đâu phải như mình muốn đâu. Cát Tường xin chào đón quý vị đến với chương trình Hẹn Ăn Trưa. Cảm ơn nhãn hàng Son Yurika tô son xinh bật tung cá tính đã đồng hành cùng với chương trình. Và ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trong không gian của nhà hàng quê nhà với những món ăn đặc sản từng vùng miền rất là ngon quý vị nha. Không cần phải đi đâu xa thôi, ngay tại thành phố Hồ Chí Minh chúng ta đã có 4 chi nhánh của nhà hàng quê nhà. Quê nhà là chuỗi 4 nhà hàng tọa lạc tại thành phố Hồ Chí Minh, sở hữu không gian rộng rãi với khu vực vườn cây, ao cá. Mỗi chi nhánh có thể đón hơn 500 khách với 20 phòng VIP rộng rãi, được phục vụ với đội ngũ nhân viên lên đến gần 1.000 người. Quê nhà còn nổi bật với các món ăn giữ được hương vị đặc trưng từng vùng miền. Mỗi món đều là sự tuyển chọn kỹ lưỡng từ nguyên liệu nè, cách chế biến nè, đến trình bày. Món tôm tê tái đê mê, không cần phải xuyên ngược về những vùng miền xa xôi mới hưởng được khí trời trong lành cùng món ngon thôn giả. Bởi giờ đây, quê đã được đưa về phố với đầy ngẫu hứng và đậm chất thơ với ẩm thực quê nhà. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cặp đôi của ngày hôm nay. Wow, một chú đã ngồi đây rồi, Tường chưa thấy luôn. Bây giờ Tường sẽ ra mời nhân vật nữ vào rồi chúng ta bắt đầu câu chuyện quý vị nha. Rồi, mời anh chị mở mặt nạ ra. Chắc là Tường sẽ kêu bằng anh chị thôi. Dạ chào anh. Dạ chào chị. Dạ anh tên là gì ạ? Dạ tôi tên Nguyễn Ngọc Ẩn ạ. Anh quê ở đâu, anh đang làm công việc gì? Dạ tôi quê ở huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An chị ạ. Long An. Dạ hiện giờ thì làm bảo vệ nội bộ cho công ty Sơn Hà ở quận 8. Lên thành phố lập nghiệp lâu chưa? 2 năm rồi ạ. Mới 2 năm thôi. Dạ. Ở Long An là mình còn những ai dưới đó? Chỉ còn có người thân với lại nhà cửa ở dưới. Nhà cửa ở dưới, còn trên đây là về mình ở công ty luôn hay sao anh? Cũng ở chung nhà với con. Dạ, là mình thuê nhà ở. Dạ đúng rồi. Dạ, anh năm nay bao nhiêu tuổi ạ? Tôi được 51 tuổi chị. Dạ. Dạ xin lỗi, cách đây 10 năm. Trời ơi, anh cũng cứ gạt cái nữa. Thiệt đó, ủa sao 51 tuổi? 61 tuổi, dạ cảm ơn anh nha. Dạ chào chị. Dạ, chào các dạ. Mình tên là Nguyễn Thị Sen. Dạ, chị Sen quê ở đâu? Sinh ra ở sinh lớn lên thành phố Hồ Chí Minh nè. Ồ, vậy hả chị? Dạ, chị đang Sen đang làm công việc gì? Hiện tại thì là hưu trí thôi, chỉ làm thêm thôi. Hưu trí vậy là cũng trên 50. 56 rồi chứ. 56, wow, vậy là chị trẻ nha. Nếu mà 56 là chị trẻ à. Hiện tại là về hưu rồi là sống vậy đó, là không đi chơi thôi, vòng vòng thôi. Có đâu không, nhưng không đủ sống, nhưng phải làm, cũng phải cày. Người làm gì giờ cày gì? Vẫn làm công việc đó, vẫn làm kế toán. Dạ, vẫn làm kế toán. Vậy chắc anh chị là lớn hết rồi, em nghĩ là mình cũng đã có gia đình trước đây hết rồi đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Dạ, anh là mình ly hôn bao lâu rồi anh? Dạ ly hôn chắc cũng được tháng. Cái gì? Dạ. Ủa, tháng này cũng mấy năm trước? Mấy năm trước ly thân à. Mới ly hôn một tháng thiệt luôn hả? Dạ đúng. Tại hồi nãy anh gạt em lần rồi, bây giờ em không có tin anh nói đâu, khổ ghê. Mới ly hôn một tháng. Dạ đúng. Là có giấy tờ ly hôn đàng hoàng của tòa án. Dạ. Một tháng thôi. Dạ. Một tháng sau rồi đăng ký tham gia chương trình lẹ vậy. Coi như mình cũng là ước muốn trước rồi. Rồi sau này thì yêu cầu những cái thủ tục như vậy, cho nên mình phải hoàn tất những thủ tục đó. Dạ. Có nghĩa là tiền ly hôn là mình đã có cái khâu chuẩn bị bao lâu trước đó à? Dạ trước đó thì cũng cỡ một năm, năm mấy rồi. Dạ. Dạ anh có mấy cháu rồi anh? Dạ cũng được 3 đứa con trai chị. 3 con trai hết. Dạ. Chà giống cũng mạnh dữ ha. Chà giống cũng mạnh dữ ha. Dạ trai lớn nhiêu, trai nhỏ nhiêu ạ? Trai lớn năm nay chắc cũng được 36. Còn cháu nhỏ cũng được 30. Vậy là có cháu nội hết rồi hả? Dạ cũng được 6 đứa cháu nội. 6 cháu nội là 3 con là lập gia đình hết rồi. Dạ lập gia đình hết. Ồ, vậy là bây giờ có đứa cháu nào nãy anh nói sống với anh đó là ai? Dạ đứa rồi cháu thứ mấy? Đó là cháu Út ạ. Cháu Út. Dạ. Còn mấy 2 trai lớn? Dạ, cũng có gia đình ở riêng chị. Thành phố hay là dưới Long An? Thành phố 2 người, còn ở Long An 1 người. Vậy lý do sao mà phải ly hôn vậy? Cái thời gian đầu sống rất hạnh phúc, nhưng khoảng 7 năm trở lại đây thì
nó có nhiều cái mâu thuẫn rồi không có giải quyết được mâu thuẫn. Nhưng mà Tường cũng hơi tò mò một xíu là tại vì nếu như mà anh ly hôn lâu rồi á, dạ, thì Tường lại không có hỏi nhiều, nhưng mà mới ly hôn đây mà anh cũng 62 tuổi, cháu nội tới 6 đứa luôn rồi, thì nó phải một cái gì nó ghê gớm hoặc là nó tích tụ lâu năm lắm thì mình mới đưa ra cái quyết định này. Các Tường nói cũng đúng, cái này nó cũng tích tụ qua nhiều năm và cuối cùng là không thể là sống chung nhau nữa. Ai là người đưa ra cái yêu cầu ly hôn? Bản thân tôi. Con cái rồi có ý kiến gì không anh? Nói chung con cái thì nó cũng vô tư thôi ạ. Nó cũng không có nghĩ là cái việc này thì ảnh hưởng tới nó. Rồi anh định trong cái tương lai, thí dụ giờ tại tỷ bây giờ anh có bạn gái, dạ, rồi anh tiến tới hôn nhân nữa thì anh định sống như thế nào? Gặp người mà tâm đầu ý hợp thì chúng tôi sẽ ra ở riêng. Cái mâu thuẫn giữa anh với vợ anh có thể cho một cái lý do mà nó lớn nhất, nhưng mà giọt nước mà tràn ly là như thế nào mà phải ly hôn? Thì tôi cũng làm việc trong một cái công ty như thế đó. Thì cái trách nhiệm của mình đó là phải là kiểm soát và giữ gìn hàng hóa của công ty, dạ, rồi gia chạm với lại đồng nghiệp, dạ. Thì cái một cái hôm đó thì tôi cũng có nói làm việc hơi nặng nề với cái nhân viên đó. Tôi không ngờ là cô gái này lại thuê hai người và đón đường tôi để đánh. Nhưng lần đánh đó thì tôi cũng né tránh được và tôi cũng là báo với công an. Thì không ngờ là đồng nghiệp tôi lại nói với cái đứa con trai út của tôi á là tôi lại quan hệ với vợ của người ta, cho nên là vợ người ta thuê người đánh tôi. Mà thực sự là nó không phải vậy. Và con trai út của tôi về nói với lại vợ tôi. Và từ cái vấn đề này là vợ tôi mới đánh giá tôi là một cái con người là không ra gì. Từ đó là càng xa cách. Cặp vợ chồng là nó qua một cái quá trình, dạ, chứ nó không thể vì một cái sự việc như vậy mà dạ, lại quyết định liền. Nên là nó phải có cái bước, dạ, đó. Đúng rồi. Rồi cũng do cái cá tính của vợ tôi là cố chấp, cảm thông rồi tha thứ này kia nọ. Rồi trong cái cuộc sống nó cũng tích tụ nhiều cái là chạm tới cái tự trọng của tôi. Mà cũng xin phép hôm nay là tôi cái chuyện gia đình là tôi cũng ít có kể. Cho nên là xin phép khán giả trường quay cũng thông cảm với tôi điều này. Xem cái chương trình này và tôi cũng muốn tìm cho mình một cái người bạn mới để mà giải thoát cho vợ tôi và giải thoát cho tôi. Mình đã ly hôn rồi mà sao anh dùng từ giải thoát ghê vậy? Ly hôn rồi mình có nghĩa là sống trước đây thì chịu đựng. Ví dụ như vợ tôi chịu đựng tôi và tôi chịu đựng vợ tôi. Cho nên anh nghĩ cái việc ly hôn là để giải thoát cho nhau. Dạ đúng, là giải thoát cho nhau. Dạ. Nếu anh có nghĩ rằng anh tham gia chương trình này trong khi mà mới ly hôn có một tháng thôi, dạ, thì nếu vợ anh biết được thì anh có suy nghĩ đến rằng là vợ anh sẽ nghĩ gì và đánh giá anh như thế nào không? Hay là anh lên đây tham gia chương trình để mà anh gọi là đáp trả vợ anh, để làm cho vợ anh phải... Không chị ạ, tôi không có một cái ý nghĩ đó. Lên đây với một cái vấn đề là rất là nghiêm túc. Ngoài ra thì tôi cũng không có một cái ý nghĩ thành thật mà là... Dạ, dạ. Khi nghe câu chuyện của anh chia sẻ thì chị cảm nhận như thế nào? Mỗi người một hoàn cảnh, mình không ở trong hoàn cảnh người ta, mình không thể nào mà phán xét được. Nhưng mà cũng hơi lo, tại vì Sen nghĩ là cái thời gian một tháng nó quá ngắn đi. Nó trong khi thời gian bao nhiêu năm sống với nhau mà không lẽ chỉ vì một chút hiểu lầm đó mà đổ vỡ, thì mình cảm thấy mình nghi ngờ vào tình yêu hôn nhân quá. Thật ra tưởng có thể là nó có nhiều cái câu chuyện nó tích lũy rồi. Cái đó là cái câu chuyện cuối thôi, người ta cũng không kể hết cho mình nghe được trong cái lúc này tất cả. Nhưng mà em nghĩ không phải chỉ đơn giản bao nhiêu đó mà dẫn đến ly hôn đâu. Rồi thế bây giờ câu chuyện của chị, em nghĩ chị cũng có một câu chuyện gì đó nó cũng gây cấn đây. Nói chung là chuyện của mình thì nó cũng nhạt lắm, nhạt tại lắm vì từ đó giờ mình cũng chưa có mối tình nào sâu đậm hết. Mối tình để bắt vai mà chưa có, mối tình để bắt vai mà chưa có. Ủa thiệt hả chị? Lúc nhiều khi cũng giả bộ làm người phụ nữ mạnh mẽ, có thể là độc lập hết mọi sự việc, nhưng mà cũng lúc cũng yếu đuối lắm, thì cũng muốn khóc, muốn dựa vào một vai một người nào để khóc. Nhưng mà cuộc đời mà đâu phải như mình muốn đâu. Nếu mà bây giờ hôm nay mình gặp được người mà mình hợp ý thì cũng muốn là đi tới xa hơn, để từ bỏ cái đời độc thân. Cái mối tình hoặc là một cái mối quan hệ tìm hiểu yêu đương gần đây nhất của chị là cách đây bao lâu rồi? Nếu mà người mà mình có cảm tình, mà người đó có cảm tình với mình á, dạ, nó là tính mối tình, nó có sự tương tác qua lại, thì chắc cũng cách đây mười mấy năm. Mười mấy năm là lúc đó chị mới là khoảng 40 mấy tuổi, ba mấy bốn mươi tuổi. Lúc đó lương duyên không tới được hả chị? Không thể nào tới được á, tại vì anh đó là người nước ngoài.
nhưng mà ảnh cũng có vợ rồi. Trước đó nữa có mối tình nào mà có thể tiến tới được hôn nhân mà mình đã lỡ không? Lúc còn nhỏ thì chắc có lẽ là tưởng đời mà hồng, ra đời chắc gặp toàn là bạch mã hoàng tử không, mà đâu toàn là thái tử lưng gù. Nhưng mà vậy thì chị có bị cái nỗi đau nào trong quá khứ chưa mà để cho mình không mở lòng mình ra nữa? Không có. Vậy là cái duyên nó cứ lướt qua vậy thôi. Nhưng mà bây giờ thì mình sợ mình làm hồn ma trinh nữ lắm, đừng ngủ. Trời ơi, sao sợ hồn ma trinh bây giờ? Ấy mà ba mẹ chị còn không? Thì nói đi cũng phải nói lại là hồi đó lúc mà còn trẻ, cái thời thanh xuân á, lúc đó gia đình định tôi nước ngoài, rồi xong cái mình có phải không dám yêu đương gì hết, phỏng vấn xong ok là rớt, rồi xong rồi lúc đó mình cũng đã ba mấy rồi, lỡ cỡ hết trơn. Ừ, đúng rồi. Thì bắt đầu 30 mấy tuổi mới bắt đầu đi làm, 39 tuổi mới bắt đầu đi làm. Công ty thì mấy anh có vợ hết trơn rồi. Dạ. Yeah. Thì mình cũng đâu có muốn. Cái đoạn chị còn trẻ sao? Cái đoạn tại vì em thấy chị cũng sắc nước hương trời lắm mà. Hương này bị ba xa hết rồi. Cũng không biết, tất nhiên không tới. Cũng có người yêu thích mình nhưng mà mình không thích, rồi người mình thích người ta lại không thích mình, thì sao giờ? Có mối tình nào mà sâu đậm, có va chạm gì chưa? Chắc cũng có đụng chạm chút đỉnh. Đỉnh? Chút đỉnh ngoài da. Trời ơi, chút đỉnh ngoài da rồi bây giờ sợ hồn ma trinh nữ hả chị? Đó là còn chứ. Nguyên trong trắng trinh nguyên luôn á hả chị? Chắc vậy. Buồn không? Em hỏi thiệt, buồn không? Hồi đó thì không, thật sự không có buồn gì hết. Thì sao hồi trẻ mới buồn chứ chị? Trẻ cũng thấy bạn bè mình cũng dài giống mình đâu, thấy gì đâu buồn. Dạ. Nhưng mà bây giờ lớn tuổi rồi thì thấy cũng có lúc mà bệnh, ốm đau rồi xong rồi lúc đó không có người bên cạnh. Anh em thì lập gia đình hết, em trai thì lập gia đình hết, mẹ thì già đâu có giúp được mình gì đâu. Thì mới nghĩ là chắc mình cũng phải phá vỡ cái lời nguyền hồn ma trinh nữ đó. Ai nguyền chị mà ác ôn vậy? Cái lúc trẻ gia đình không thôi thúc hả? Sợ cái vụ hồn ma trinh nữ là bao lâu rồi? Hồn ma trinh nữ này nó vẫn vương cho mình hoài, không biết chừng nào nó mới buông tha mình. Nhưng mà bắt đầu suy nghĩ tới cái chuyện đó là từ lúc nào, bao nhiêu năm rồi? Chắc cũng khoảng vài năm. Có bao giờ chị khao khát có đứa con cho mình chưa? Không. Không, vậy là chị muốn chồng thôi. Bây giờ còn trứng nó đâu đẻ. Mình là tiền mãn kinh, mãn kinh chưa chị? Mãn cũng mấy năm rồi mà không ai dớp hết nên giờ phải chịu thôi chứ làm sao. Trời ơi tức quá, tức ơi là tức luôn á. Trời ơi thiệt luôn á. Tại vì thật sự luôn nha, nếu mà chị nói chị không có chồng nha, mà chưa có gì mà còn trinh nữ nha, mà chị 56 tuổi là chị quá trẻ và quá đẹp. Quá trẻ hả? Dạ. Yeah. Mà nếu mà chị không phải trinh nữ chắc chị đẹp hơn nữa đó. Anh cười. Em nói vậy đúng không anh? Không phải trinh nữ chắc người phải tàn thôi chứ. Không có anh, tùy chị. Nếu mà mình bị đàn ông hành xác quá thì mình mới tàn. Chứ nếu mà đàn ông người ta trân trọng, nâng niu, người ta hiểu được giá trị chị phụ nữ, người ta làm cho mình đẹp hơn. Chính xác. Dạ. Rồi anh nghe cái câu chuyện hồn ma trinh nữ bên này anh thấy sao? Cảm động và xúc động chị ạ. Đã nói là cũng rất là tiếc cho người phụ nữ. Thanh xuân phí hoài quá anh ha. Yeah. Bao nhiêu cái niềm vui, hạnh phúc, yêu đương, giận hờn rồi sung sướng mà chị bỏ trơn trọi luôn à. Thôi không sao. Bữa nay cố gắng nha. Trời, cố gắng. Chậm cũng nhưng mà mình luôn. Dạ, chậm nhưng mà còn hơn là không có đúng không chị? Đúng rồi. Dạ. Thưa quý vị, tự nhiên hôm nay áp lực quá. Dạ, tôi sẽ cố gắng hết sức ạ. Bây giờ anh cho em biết là anh mong muốn tìm một mẫu người như thế nào. Nói về người phụ nữ thì người phụ nữ nào thì cũng đẹp hết. Yeah. Và đối phương người phụ nữ nào cũng đáng yêu hết và đáng trân trọng hết. Nhưng mà tôi chỉ yêu cầu cái là người phụ nữ đó cái thứ nhất là phải chung thủy. Vậy theo anh như thế nào là chung thủy? Dạ, chung thủy có nghĩa là mình là một vợ một chồng, đặc biệt đối với người nữ là phải chung thủy. Trong tình yêu thì cả nam lẫn nữ đều cần phải chung thủy như nhau, chứ không phải là đàn ông thì được quyền say nắng mà đàn bà thì không được. À, anh làm được thì vợ anh sẽ làm được. Và có thể em nghĩ rằng đến giờ phút này thì em có thể chốt hạ lại. Anh nói là 37 năm anh chung sống với người vợ của anh mà cuối cùng cô ấy không có chịu thông cảm và tha thứ, thì
nó gãy đổ. Nhưng mà về hướng cái người phụ nữ kia, cái người phụ nữ vắng mặt ngày hôm nay, nhiều khi cổ lại có cái suy nghĩ của cổ là 30 mấy năm cổ đã cống hiến, cổ hy sinh, cổ sinh anh 3 đứa con rồi cháu ngoại, gia đình mọi thứ đánh nát, nhưng mà cuối cùng anh đã phản bội cổ. Mặc dù cái phản bội đó theo như anh nghĩ nó chưa phải gọi là sự không chung thủy, nó chỉ mới là cái sự quan tâm, nhưng đó cũng là gọi là ngoại tình trong tư tưởng đó anh. Yeah. Nha, mình xác định cái chữ ngoại tình thì có thể là cổ bị tổn thương, rồi có thể từ cái sự tổn thương đó cổ lại có những cái điều nói gì đó nó chạm tới lòng tự trọng của anh, cho nên là nó mới dẫn đến sự gãy đổ. Cái gì nó cũng phải có nguyên nhân. À, Tường thì không dám nhận xét bởi vì mình mới nghe sơ bộ à, mình cũng chưa có hiểu gì, nhưng mà Tường nghĩ cái gì nó phải có cái gì nó sâu xa chứ không thể nào khơi khơi mà 3 mấy năm mà lại ly chia tay. Thì em chỉ muốn anh điều chỉnh lại trong cái suy nghĩ mình một xíu. Tại sao em hỏi anh có gia trưởng hay không? Là tại vì anh nghĩ đàn ông thì là phụ nữ là phải chung thủy. Anh nghĩ anh cũng chung thủy, nhưng mà anh lại có sự say nắng với những người khác, đó là sai rồi. Thật ra chung thủy là chung thủy, dù bất này người ta em có từ mới vừa xem một bộ phim, nó có một cái câu nói rất là hay ở trên phim. Đương nhiên là cái cuộc hôn nhân nào cũng sẽ có những lúc hạnh phúc, có những lúc nó không vui. Dạ. Nhưng không thể vì những lý do đó mà bạn có thể nhảy lên giường của một ai đó. Chính xác. Dạ. Chị cứ nghĩ mình là người chung thủy không? Chắc quá chung thủy. Quá chung thủy. Quá chung thủy, có ai đâu để chung thủy. Rồi em cho anh coi hình của anh coi anh. Đây hình của cổ nè, anh có hình không? Đây anh sẽ nhìn đi nha. Nãy giờ sau trò chuyện thì chị hình dung trong đầu ảnh như thế nào? Cao bao nhiêu? Mập hay ốm? Thì chắc ảnh bảo vệ, chắc mặc đồ bảo vệ. Trời đất ơi, chị đã bảo vệ là phải mặc đồ bảo vệ. Nãy mình nghi nghĩa trước rồi. Ồ, con nghi nghĩa coi chơi ăn gian rồi ha. Thì cũng hồi hộp suốt đêm qua, ta đâu có ngủ đâu, rồi ta cũng hồn chút xíu rồi, nhá. Rồi, hiểu rồi, sao anh tìm ra chị chưa ạ? Dạ, chắc có lẽ là đây. Dạ, rồi, cũng không còn sự lựa chọn với nguyên vàng, trẻ không hả? Dạ. Có mình lớn nhất là đúng rồi ha. Mở cửa trái tim. Chào anh ạ. Dạ, hôm nay tới chương trình em có món quà tặng anh. À, cảm ơn em. Anh là suốt đêm là ngủ là không phải nhớ tới em hoài luôn á. Dạ. À, đến đây thì anh cũng có món quà này để mà tặng cho em. Dạ, em cảm ơn anh. Cái này em 2 chậu và chị cắt đường 2 chậu. Chậu gì vậy anh? Dạ, bông hồng chị ạ. Mà, ủa anh trồng hả? Dạ, cái này cũng có công ty cung ứng người ta bán cho mình. Trời ơi, đẹp quá mà sao gì mà, ủa rồi anh nói sao, tặng ai? Tặng bạn gái 2 chậu và chị cắt đường 2 chậu. À, rồi em cảm ơn anh nha, quá đẹp luôn. Bông hồng xuất sắc luôn quý vị ơi, coi nè. À, trời ơi, đẹp ghê chưa? Đó. Bông hồng vàng nè. Trời ơi, đẹp quá. Bây giờ em tới tò mò cái quà của chị là quà gì mà chị nói gì mà cả đêm gì đó anh dạ. Mở ra anh coi giùm em cái. Là chị tự làm hả? Áo gối. Trời ơi, cái gối nào hình vuông vậy? Đây mới đầu là tính là tặng là bức tranh, nhưng mà thấy tranh thì khi lâu lâu đi ngang qua mới liếc một cái. Còn này là để trên gối là phải nằm, lúc nằm là phải nhớ hoài, trong giấc mơ cũng phải nhớ nữa. Ghê không, ghê không? Ý tứ dễ sợ chưa? À, khi mà anh mở cửa trái tim này ra thì cảm xúc của anh như thế nào ạ? Thì bạn gái cũng xinh xắn. Cảm xúc của chị như thế nào? Anh trẻ hơn tuổi của anh á. Ôi, bây giờ thì Cát Tường sẽ mời hai anh chị thưởng thức món ăn ngon của nhà hàng quê nhà. Rồi, kính thưa anh chị, em mời anh chị thưởng thức ha. Đây là món bánh xèo thì mình nhìn biết rồi ha, trang trí rất là bắt mắt. Còn đây là món gà hơ mông tiềm bí đỏ. Dạ, ăn món gà hơ mông này là bổ khỏe lắm đó anh chị. Nhưng giờ mình vừa ăn ha, vừa trò chuyện với nhau. Ít phút nữa Tường sẽ quay trở lại nha. Và nhớ tìm hiểu chị kỹ kỹ chút nha anh. Dạ, chúc anh chị ngon miệng ạ. À, cảm ơn các Tường. Dạ. Mời em. Dạ, em mời anh nặng. Anh công ty của anh ở đâu vậy? Ở công ty Sang Hà ở quận 8 á. Sang Hà? À. Ờ, như ở gần chợ em có thấy có bán food Sang Hà food không ta? Dạ đúng rồi, Sang Hà food á. Thường em thấy bây giờ mấy công ty á, thường là giống như công ty của em á, thì người ta cũng hay mướn bảo vệ từ những công ty bảo vệ á. À. À, chứ cũng hết chứ. Đúng rồi, công ty bảo vệ thì con này lúc trước thì tôi cũng tôi làm ở bảo vệ nội bộ thôi, chứ không có làm ở công ty dịch vụ bảo vệ. Em giờ cũng đang sống với mẹ hả? Đang sống với mẹ. Ừ. Với 4 em trai. À. Nhưng mà có nhà lập gia đình hết rồi, không ở chung á.
Hôm nay năm nay được bao nhiêu tuổi rồi em? Mẹ em năm nay 84 tuổi. Anh có đạo không? À, anh thì đạo Thiên Chúa. Đạo Thiên Chúa, em cũng đạo Thiên Chúa. Nhưng mà anh có biết là hôn nhân công giáo là bất khả phân ly. Lúc mà chương trình nói thì em rất là lo, tại vì người ngoài đạo thì người ta không biết, nhưng mà người trong đạo biết là sự gì thưa Chúa kết hợp là người không được phân ly. Vậy anh có nghĩ em nuôi đi bước nữa thì có sao không? Cái này tôi nghĩ chắc là cũng Chúa cũng đã sắp xếp vậy rồi. Tôi thì cũng cái đức tin rất là lớn vào Chúa. Mà thì trước khi mà đi đến đây thì tôi cũng có đến nhà thờ, rất tiếc là không có được xưng tội để nói ra điều này. Tôi cũng đang phân vân này, không biết sao. Anh có vẻ nghiêm túc quá hả? Em thì thích người hài hước. Mà bản thân em thì cũng tùy theo người, khi thân hay là hợp thì mới hài hước được. Còn không thì cảm thấy mình mỗi người muốn hài hay muốn giỡn gì đó thì cảm thấy mình vui vui. Nhưng mà em thích, em rất là thích người nào vui vẻ, hoài hoạt bát. Anh thì chắc là cái tính tình nó trầm lặng và ít nói. Dạ, hai người ít nói hơn nhà in cái chùa Bà Đâm nè. Anh tôi nghĩ ví dụ như mà mình tâm đầu ý hợp rồi thì cũng có thể tạo ra những không khí vui vẻ. Anh dùng viên như đi. Nãy giờ cũng thấy là hợp nhiều thứ lắm à. Em ngồi ngoài em quan sát em thấy cũng ổn lắm à. Vấn đề là bây giờ mình cho nhau cái niềm tin á chị ha. Mình có đức tin rồi mình cho nhau niềm tin nữa thì mới được. Em cũng hy vọng nha, chuyến này cố gắng làm sao nha chị. Đừng để hồn quan chinh nữ nữa nha chị nha. Đó là ăn thua chị thôi. Dạ hôm nay anh đi với ai? Dạ hôm nay đi với đồng nghiệp, anh Nguyễn Thanh Tâm thôi. Dạ hôm nay chị đi với ai? Làm chung vậy là cũng đồng nghiệp luôn. Rồi mời mấy bạn vào đây ạ. Vào đây chơi ạ. Dạ, mình giới thiệu trước đi anh tên gì? Dạ, chào chị Cát Tường, chào cô Hoa với chào chú Ẩn, chào tất cả khán giả. Thì tôi tên là Võ Thành Tâm, là làm chung với chỗ chú Ẩn. Dạ, làm chung được bao lâu rồi anh? Làm chung khoảng gần 4 tháng. Trời, mới có 4 tháng hả? Dạ. Sao cái thời gian của chú cái gì nó cũng chóng vánh hết trơn ha? 4 tháng là hiểu gì chú chưa? Dạ thì cũng thưa với chị thì qua quá trình làm chung với chú Ẩn á, thì chú Ẩn là người rất quyết đoán, làm tận tụy với công việc. Nói chung ra là nói với làm đi đôi với nhau. Thì cho nên là rất là được việc và rất là chia sẻ cái trong công việc làm với anh em. Và nói chung rất là đoàn kết. Thì qua quá trình làm 4 tháng thì tình cảm chú Ẩn thì cũng gắn bó, biết chia sẻ với mọi người và đồng cảm. Và nói chung là công việc lúc nào cũng hoàn thành cao. Hôm nay anh tới đây thì thấy chị đây thì anh thấy là thấy có cái sự tương thích nào giữa hai người chưa? Hôm nay lần đầu tiên xin chào được cô, thì nói chung ra nhìn thấy riêng bản thân tôi thì nhìn thấy cô rất là vui. Và qua cái chia sẻ thì thấy cô cũng có nhiều đồng cảm với chú, thì cũng nói chung ra là cũng có nhiều cái khó khăn trong cuộc sống, trong chuyện tình cảm, nhưng mà đây là cũng là một cái mốc là thấy là để cho hai cô với chú cho nhau cái tình cảm và để tìm hiểu thêm để đến xây dựng hạnh phúc tương lai trong thời gian sau này. Rồi, cảm ơn ạ. Còn em thì sao ạ? Em tên gì? Tên Yến. Rồi, Yến làm với cô được bao lâu rồi? Em làm với chị được hơn một năm rồi. Nghe câu chuyện của chị mà cái vụ hồn ma trinh nữ đó, em có hôm nay em có gì muốn nói với chị trước khi tiễn chị lên xà bông không? Thì em hy vọng là chị sẽ tìm được một người hợp ý. Em thấy chị với chú cũng có chuyện hợp nhau. Chị với chú luôn hả? Cũng hợp nhau ha. Thế mà hoàn cảnh của chú vậy thì em thấy sao? Em nghĩ thì cũng như chị em đó thôi. Mỗi nhà có mỗi hoàn cảnh, thì mọi hai người có thể là tìm hiểu nhau tiếp, xem là có hợp nhau hay không. Thật ra mọi thứ mình đâu có đoán trước được đâu, đúng không ạ? Nhưng mà em thấy ổn không? Em nghĩ là chị giờ nói một câu với chị Sen đi, có nên cho cơ hội không? Em nghĩ là chị nên cho chú cơ hội. Và cũng là cho mình cơ hội. Đúng rồi. Phá lời người. Rồi, cảm ơn hai bạn trẻ nha. Rồi, mình sẽ theo dõi tiếp câu chuyện của cặp đôi này như thế nào. Bây giờ tôi muốn hỏi chị một câu nữa thôi. Bây giờ hai anh chị nhìn nhau đi ạ. Cảm xúc hiện tại của anh như thế nào? Thì hôm nay gặp Sen thì thấy nó cũng có những cái cảm xúc. Từ cảm xúc đó thì tôi sẽ vun đắp thêm. Vun đắp thêm. Để cho cái cảm xúc càng ngày càng lớn. Còn chị Sen? Thật sự ra là 50 mấy năm nay độc thân. Bây giờ mà nếu mà nói trong vòng có mấy chục phút này mà nói là để có cảm xúc liền á,
là nói dối. Thì nhưng mà em muốn cho mình cơ hội, em cũng muốn cho anh cơ hội nên mình có thể tìm hiểu thêm. Cũng không có ai, lúc đó nếu con tim mình không có đập cùng nhịp thì phải chịu thôi. Còn nếu mà mình bỏ thêm một cơ hội, mình bỏ lỡ cơ hội thì nhiều khi cái đó oan uổng đối với bản thân mình rồi. Nên nhất định cái này mình không để oan uổng. Hay quá chị Trang ơi, mời hai anh chị đặt tay vào nút bấm ạ. Thông điệp đã quá rõ ràng. Sau 3 tiếng đếm với tường, nếu anh chị cảm thấy mình cần nắm bắt cơ hội này, bấm thật mạnh vào nút bấm. Nếu cảm thấy là ôi, đối tượng này các tường là mai mà tôi thấy không hợp, có quyền lấy tay ra. Quyền quyết định là của anh chị nha. Dạ, xin mời anh chị nhắm mắt lại ạ. 1 2. Hết thời gian. Theo thủ tục của chương trình, mình đã bấm nút hẹn hò thì mình đứng vào cùng một bên. Chị cao ghê thiệt chứ. Anh qua em coi đó. Cái đó cũng là một lý do mà ế tới giờ này. Không sao đâu ạ. Anh cao mét mấy? Em mét 67. Chị cao mét mấy? 67. Bằng nhau mà tại chỉ thằng Quốc thêm đôi giày với cũng... Nhưng mà đôi giày này thấp lắm. Cao lét thấp đâu mà thấp. Đôi giày thấp hả? Có 3 phân à. 3 phân chị chọn lựa dữ lắm mới được á. Vậy đó hả? Rồi, mời hai anh chị nắm tay nhau đi ạ. Đây em tặng món quà cho chị để làm đẹp nha. Của chương trình mình làm đẹp thêm để mình tự tin mới bữa hẹn hò với ảnh. Phần quà dành cho chị là bộ son Yurika đến từ Nhật Bản, với chất son lì không chì, mang nhiều màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính, sẽ giúp cho bạn tự tin nổi bật trong mọi ánh nhìn. Đây, những chiếc vé xem phim nè, anh đưa chị đi xem phim nha. Em chúc anh chị luôn được nhiều sức khỏe. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta theo dõi câu chuyện rất là hấp dẫn đúng không ạ? Mỗi người một hoàn cảnh, một số phận, nhưng cuối cùng ai cũng mong muốn được một cái tấm chân tình, ai cũng mong muốn có một cái người đồng hành với mình đi suốt đời còn lại. Và hy vọng rằng ngày hôm nay sẽ là một cái duyên mới dành cho hai anh chị này ạ. Và chúng ta sẽ gặp nhau vào khung giờ rất quen thuộc của chương trình, 12 giờ trưa thứ tư và 8 giờ sáng thứ năm hàng tuần trên kênh YouTube MCD Media. Cảm ơn nhãn hàng son Yurika, tô son xin bật tung cá tính đã đồng hành cùng với chương trình. Và bây giờ các trường xin chào và hẹn gặp lại. Công việc của em là đầu bếp ạ. Mẹ em là một đầu bếp. Ồ, trùng hợp quá. Mập mạp một chút thì càng tốt tại vì em ốm. Đâu em làm sao xấu xí cho cô ấy cười hiểu gì. Như vậy là cặp đôi đầu tiên đã đồng ý hẹn hò với nhau rồi, rất là vui phải không quý vị? Và bây giờ thì cô gái thứ hai cũng đang ngồi chờ đợi, chắc là cũng rất hồi hộp. Không biết người bạn trai mà chương trình chọn cho cô ấy là ai. Bây giờ Tường sẽ ra mời bạn trai ấy vào đây. Đi nhanh về phía trước, không có sao đâu, đã có chị bên cạnh rồi. Stop here, ghế ngồi bên trái. Mời hai bạn tháo mặt nạ của mình ra. Bây giờ hai bạn hãy tự giới thiệu về mình đi. Mời em gái giới thiệu trước. Dạ, em chào chị Cát Tường. Chào bạn nam bên kia, em tên là Nguyễn Thị Loan. Năm nay em 25 tuổi, hiện tại thì em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Quê em ở đâu? Dạ, quê em ở Đắk Nông ạ. Đắk Nông, mình xuống thành phố lâu chưa? Em xuống được 3 năm rồi. Đang làm công việc gì? Dạ, công việc của em là đầu bếp ạ. Đầu bếp? Dạ. Em là bếp chính hay bếp phụ? Dạ, em làm bếp chính ạ. Bếp chính luôn, nấu được những món gì? Dạ, em chủ yếu là bán về điểm tâm sáng với cơm trưa văn phòng. Vậy là không có sợ đói rồi nha cưng. Nắm bắt cơ hội này liền. Dạ. Rồi em tên gì, ở đâu? Dạ, em tên là Nguyễn Hoài Hưng. Năm nay là 29 tuổi. 29 tuổi. Quê thì ở Đắk Lắk. Và giờ đang làm việc tại Bình Dương. Mình đang làm công việc gì em? Dạ, em là nhân viên in chữ của công ty Đài Loan. In chữ? In chữ Úc-Vít. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em ấy là không có biết nhậu. Nấu ăn cũng khá là phù. Mẹ em là một đầu bếp. Ồ, trùng hợp quá, hai mẹ con ha. Mẹ chồng, nàng dâu ai cũng nấu ăn ngon hết. Em thì không la cà đi đó. Làm việc thì rất là chăm chú tâm vào công việc của mình làm. Còn những điểm yếu thì chỉ có cái là mình đang có hút thuốc. Có hút thuốc? Dạ. Anh ơi, anh em không thích người hút thuốc, anh có thể bỏ được không ạ? Anh đang giảm dần rồi. Giảm dần thôi chứ bỏ cũng khó lắm. Nhưng mà nếu mà em làm anh em bỏ được là em hay. Vâng, vậy em sẽ cố gắng làm anh bỏ được thuốc nhá. Cảm ơn em trước ạ. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Dạ, về điểm mạnh của em thì em biết em là một người tự lập. Em biết sắp xếp công việc. Rồi cũng vui vẻ, hòa đồng, nấu ăn ngon. Điểm yếu? Dạ, điểm yếu của em là em cũng hay quên. Em có sở thích gì đặc biệt không? Em thích ngửi mùi xăng. Cái gì? Em thích ngửi mùi xăng xe máy. Em cũng có. Em cũng vậy. Dạ. Thích ngửi mùi xăng. Thích mà cũng quái lạ mà cũng giống nhau nữa. Rồi tình trường thì sao? Thì em
trải qua thì 20 tình chính. Cái chính cuối cùng nè, bao lâu rồi? Cái cuối cùng thì cách đây cũng được 4 năm rồi. Quen được 8 tháng bằng nữ ấy, là lớn hơn em 2 tuổi. Là gia đình bằng nữ là mong là cưới hỏi, là em ra mắt bên nhà nữ rồi. Rồi tối hôm đó thì em mời bằng nữ vào ra mắt cha mẹ em. Mẹ em thì đồng ý, nhưng mà ba em thì chưa đồng ý. Tại sao? Tại hồi đó em mới 25 tuổi à. Em còn trẻ. Thôi chưa đồng ý là tại em còn trẻ chứ không phải là chưa đồng ý cô đó. Dạ. Từ đồng rồi cô ấy buông rồi, cô ấy từ tránh em luôn. Từ nãy tránh. Còn em? Dạ, về mối tình chính thức thì em chưa có mối tình nào hết. Trời ơi, sao bữa nay chương trình nhiều cô gái trẻ đẹp mà ê sắc ế vậy, lý do? Tại do công việc á, công việc của em thì làm đầu bếp như chị biết rồi đó. Em chiếm khá nhiều thời gian cho công việc mà em cũng ham làm nữa. Với lại trong môi trường làm việc thì nó cũng ít bạn nam, mà hầu như nếu có thì cũng là có gia đình hết rồi. Em mong muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Dạ, mẫu người bạn trai của em thì cao hơn em, cao tầm 1m63 đổ lên. 1m63 đổ lên. Mập mạp một chút thì càng tốt, tại vì em ốm. Có cái gì không thích không? Dạ, em không có thích nhậu nhẹt. Bên này không có nhậu nhẹt, chỉ dạ. Có hút thuốc thôi. Không thích bạn nam mà gia trưởng. Có gia trưởng không em? Dạ, em có hơi chút nóng tính nhưng có gia trưởng. Nóng tính chứ không có gia trưởng. Tại gọn gàng sạch sẽ. Rồi, còn em mong muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Dạ, thì em mong muốn á là kiếm một người bạn gái hơi khỏe mạnh một chút. Hơi ú một chút. Hơi ú một chút. Hơi ú một chút. Hơi ú một chút. Để khi mà mình về nuôi hơn. À, không ú có được không anh? Thì hai người lo cho nhau, cho ao nhau ăn, cứ nấu đồ ăn cho nhau ăn riết thì ú thôi. Nhưng mà em có mạnh khỏe không? Sao thấy em bên đây thích bạn trai hơn? Một năm không bệnh một lần. Năm bệnh một lần. Không bệnh trước đây em làm gì? Dạ trước đây thì em làm nhiều. Em đi bộ đội 2 năm về trước đó. Rồi em mới đi học dưới Cần Thơ là học giáo dục. Học gì? Học sư phạm thể chất. Sư phạm thể chất? Giáo viên dạy thể dục thể thao á. Vậy cái tướng này thể dục thể thao đấy hả? Chạy khỏe lắm ạ. Rồi vậy chứ ghê gớm lắm nha. Mấy thằng to né em hết mà. Mấy thằng to là né hết, bảo vệ em được đó. Dạ. Bây giờ vậy, chị sẽ mở cửa trái tim ra để hai bạn trực tiếp nhìn nhau, trò chuyện với nhau cho nó dễ. Xin mời chúng ta hãy bắt đầu chiêm ngưỡng dung nhan của nhau. Tèn 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 tèn. Tèn tèn tèn. Hôm nay á thì nói trong lúc đi làm về, đi làm đêm về 12 tiếng là đi về rồi quên hết, quên cả ánh sáng luôn, rồi bối rối quá, rồi quên cả cậu to ở nhà, rồi quên cả blog của anh viết luôn. Thế nên là không có quên anh thật. Nhưng mà quên anh thì chết tối mất. Tặng em. Dạ rồi, em cảm ơn anh nhá, dễ thương quá. Rồi bây giờ mình thấy mặt nhau rồi ha, em cảm nhận như thế nào? Có giống nãy gì nãy giờ em tiên đoán không? Giống được bao nhiêu phần trăm? Chắc có khoảng 60%. Em nghĩ là anh ấy sẽ mập mạp hơn chứ. Chị đã nói rồi rồi mà, nhưng dạ. Mà khỏe lắm á, đặc công dạ. Lính bộ đội đó. Dạ, em thấy anh ấy cũng khá là hiền. Rồi bên đây, cảm nhận chúng những gì mình tưởng tượng nãy giờ không? Chúng được nhiều phần trăm? Em nghe là nói hơi ú. Vẫn còn ú. Mà vậy có ú không? Dạ, em bác chạy được. À, vậy là vậy vừa đó phải không? Dạ. Bây giờ thì nhà hàng sẽ mời các bạn lựa chọn những món ăn thật là ngon. Xin mời hai bạn chọn món ăn. Đây là những món cơm cà ri rất là ngon, theo kiểu Nhật Bản. Em thì cà ri nấm. Cà ri nấm. Rồi bạn gái. Em cũng thích cà ri nấm. Ôi trời ơi. Rồi đây một sự trùng hợp nữa. Hai cà ri nấm. Rồi tiếp tục trong thời gian chờ đợi đồ ăn này, mình sẽ tiếp tục trò chuyện về tình yêu đi, hôn nhân đi. Bản thân em ấy, thì em lên chương trình này em đã xác định là kết hôn hay chưa, hay là phải đợi 2-3 năm nữa? Dạ, em nghĩ là thời gian kết hôn thì không quan trọng. Quan trọng là khi chúng ta mà tìm hiểu đủ lớn, tìm hiểu nhau kỹ càng rồi thì em có thể tiến tới hôn nhân được. Tại vì anh cũng tìm hiểu được nhiều mối tình rồi. Nhưng mà khi mình đặt vấn đề á, là cưới xin á, thì người ta lại không có mong muốn điều đó. Vậy là anh muốn kết hôn luôn ạ? À, vì năm nay là anh nghe mùa đông năm nay lạnh lắm. Khi bạn gái mình buồn thì em làm gì để cho bạn gái mình vui? Đã thương rồi á thì em làm cái gì cũng thấy nó vui cả. Nhưng mà lúc em làm gì đó cho người ta giận thì làm sao mình để mình làm cho người ta ngu giận? Làm sao để người ta... Em hay kể những câu chuyện nó làm với đi, những cái mâu thuẫn đó. Hay là em làm những cái gương mặt mà nó xấu xí đi. Em đi làm đêm về rồi bây giờ nguyên ngày này không có ngủ này. Lên đây hơi bối rối thì cái mặt em giờ giống đưa ơi rồi. Đâu em làm sao xấu xí cho cô ấy cười được rồi, anh làm thử cho em coi. Ha ha ha.
Tươi ơi. Chàng trai này khá thú vị đó. Bây giờ Tường mời hai bạn, chúng ta sẽ thưởng thức một bữa ăn rất là ngon miệng tại nhà hàng. Và chúng ta sẽ trò chuyện với nhau ha. Chị Tường sẽ né ra ngoài để cho các bạn trò chuyện cho tự nhiên. Nhưng mà ít phút thôi nha. Cảm nhận đồ ăn có ngon hay không, trò chuyện với nhau và chị Tường sẽ quay lại. Dạ. Rồi, nấm. Nấm. Thơm quá. Xin mời hai bạn. Mình đã ăn món ăn của Nhật Bản mà cà ri, cơm cà ri là lần nào chưa? Ăn dạ. Đi ăn đi em, ăn tự nhiên tự em nhiên. Em chưa. Chưa thì ăn thử đi xem món ăn này coi như thế nào. Dạ. Sao mùi vị sao em? Đầu bếp. Đầu bếp chính. Em thấy khó lắm ngon. Vị rất là đậm đà. Đậm đà. Dạ. Đây. Ăn miếng thử miếng rồi. Trời ơi, ông ăn nhỏ nhẹ quá, ăn như phụ nữ vậy, ăn mạnh bạo lên. Nó mềm mịn nè. Mềm mịn rất là ngon. Chúc hai bạn có một bữa ăn thật là ngon miệng và tâm sự với nhau, tìm hiểu nhau đi. Rồi chúng ta có quyết định là có bấm nút hẹn hò với nhau hay không? Anh thấy không gian ở đây như thế nào ạ? Hồi em ở ngoài kia nó lạnh lắm, mà vào đây thì nó ấm áp hơn nhiều. Dạ. Anh cảm nhận mùi vị nó như thế nào ạ? Anh là chuyên về nấu về những món Huế. Những món này thiệt là lạ miệng. Dạ, em có nấu cà ri về, nhưng mà cà ri theo hướng mà cổ Việt đó. Còn cà ri Nhật thì em chưa được thưởng thức. Mà khi mình bỏ vào miếng nó mềm mịn nhỉ? Dạ, đúng rồi. Anh có ăn được trứng vịt lộn không ạ? Trứng vịt lộn thì hồi nào mẹ cũng đi chợ mua về hết á. Nhưng mà ăn một cái là ngán rồi, không có ăn được nhiều. Và em thì em không ăn được trứng vịt lộn. Ôi, dạ. Vậy là hợp lý với anh luôn rồi. Vậy là sau này em không ăn, anh cũng sẽ không ăn ạ. Mà em ăn được hải sản không? Dạ, em cũng không ăn được hải sản luôn. Em là đầu bếp nhưng có rất nhiều thứ em không ăn được. Anh không ăn được hải sản luôn. Dạ. Ngon không? Cơm ngon không? Dạ ngon lắm chị ơi. Bây giờ sau khi nãy chưa thấy mặt, bây giờ thấy mặt rồi, mình có thay đổi cái quan điểm gì không? Ví dụ như là bây giờ là hẹn hò nè, một ngày, một tuần được mấy lần? Dạ một tuần thì anh có thể xuống chỗ em được mấy lần ạ? Một tuần em cứ giấc mơ giống như anh đi cả ngày đi. Dạ. Mà buổi tối thì em rành, em gọi anh tới. Dạ. Còn mà anh đi cả đêm là ban ngày anh ngủ mất rồi, chỉ có chủ nhật anh rảnh thôi. Dạ. Đó, em gọi hôm chủ nhật lên gọi giờ nào anh cũng không mặc. Dạ, cảm ơn anh. Có nhiều trò vặt giúp bạn gái cười vui. Em có tài lẻ gì nữa không? Tài lẻ thì em cũng có gì nhiều lắm. Nhưng bản thân em thì em có những cái tự vệ của bản thân riêng. Ví dụ? Hồi trước em đi bộ đội ra thì bản thân em thì nó có những cái kỹ năng cơ bản rồi. Em học về chuyên về cái nhị khúc. Nhị khúc? Dạ. Vậy đó hả? Diêu. Thôi vậy cũng được rồi, được rồi. Bây giờ vô cái chuyện tình cảm để trước khi chúng ta bấm nút hẹn hò với nhau. Thì bây giờ nè, giây phút quan trọng nè, cái nút bấm này rất là thiêng liêng nha. Bấm nút chị Tường nhắc lại là để hẹn hò, tìm hiểu và tiến tới hôn nhân. Không phải bấm nút để mà chỉ kết bạn, nói chuyện vu vơ, chơi vui là không phải. Rất nhiều người theo dõi chúng ta. Vậy bây giờ trước khi đến cái thời khắc quan trọng này, hai bạn có cùng muốn nói điều gì với nhau nữa hay không? Mỗi người một câu nữa thôi rồi chúng ta quyết định. Bây giờ thì anh và em gặp đây thì cũng là cái duyên rồi. Thì chỉ cần có một cái cơ hội mình tạo cho nhau nữa thôi. Thì em có đồng ý hai đó mình lại đây ăn thêm một lần nữa không? Cái đó trả lời một chút xíu, bấm nút là trả lời. Nói cảm xúc của mình chứ không có hỏi người ta. Dạ. Cảm xúc của em lúc đầu gặp bạn nữ ấy, thì bạn nữ cười em rất dễ thương. Dạ cảm ơn anh. Giọng nói cũng dễ thương đó. Mà thấy có thịt có da là thích rồi. Còn em? Dạ em cảm thấy anh ấy rất là hài hước, rất là chân thành. Em nghĩ là đây là một người mà em có thể tin tưởng được. Em có một món quà tinh thần gì tặng cho bạn ấy không? Nãy giờ nghe toàn võ thuật cô kiếp không thấy. Anh có thể hát tặng em một bài được không anh? Rồi hát đi em. Đây à. Và hôm nay ánh mắt ta trao nhau lần đầu, nụ cười em đã khắc sâu trong tim của anh. Phải làm sao cho quên đi bao nhớ thương về em? Phải làm sao cho... Cho gì? Bị bẹp rồi. À hết, tới em. Hết mực. Dạ vâng, vậy thì em cũng xin hát lại một đoạn thôi ạ. Dạ. Nếu khoảng cách giữa hai chúng ta là ngàn bước đi anh à, anh hãy ở đó cầm hoa, em sẽ lao đến anh
như một cơn gió. Nếu tình yêu là mỗi giọt mưa, em sẽ gửi anh cả mưa rào. Nếu tình yêu chỉ là một người, thì em sẽ gửi em cho anh. Anh cảm ơn ạ. Hát rồi, tỏ tình rồi, trò chuyện rồi, ăn với nhau một bữa ăn vui vẻ rồi. Bây giờ là thời khắc quan trọng nhất, hai bạn hãy đặt tay vào nút bấm. Và như chị Tường chia sẻ, cái nút bấm này rất quan trọng. Bấm bằng trái tim của mình. Bấm nút là hẹn hò, tìm hiểu, yêu thương nhau, chăm sóc nhau để tiến tới hôn nhân. Chứ không phải bấm nút rồi thôi. Không thích, không bấm, không vì bất cứ một lý do gì cả. Nhắm mắt lại, cảm nhận lại giây phút chúng ta trò chuyện từ nãy đến giờ và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3. Hết thời gian. Có bấm không? Em có bấm không? Bấm mà sao nó chưa vô? Người ta bấm vô, em bấm không vô. Bấm nhẹ quá. Học võ, học đồ, đặc công, bộ đội mà bấm nhẹ quá. Tại cái nghi nó nhạy cảm với trái tim của mình vậy đó. Rồi, xin mời hai bạn. Và bây giờ hãy tặng cô ấy một nụ hôn đầu tiên. Rồi, anh xin phép. Em cảm nhận như thế nào? Dạ, em nghĩ cái anh run lắm. Run lắm, không run chứ. Có tình cảm, có cảm xúc thì mình mới run. Kính thưa quý vị, như vậy là ngày hôm nay đã có hai cặp đôi. Họ đều đồng ý hẹn hò với nhau và hy vọng là tin vui cũng sẽ sớm báo cho chúng tôi. Và quý vị cũng hãy cứ mạnh dạn đăng ký tham gia chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò với phiên bản đặc biệt này. Nếu như chúng ta chưa tìm được may mắn trong lần này thì chúng ta vẫn có thể nhận được một voucher để tham gia chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò với phiên bản offline. Và quý vị nhớ đón xem chương trình vào cái khung giờ rất quen thuộc 12 giờ thứ tư hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Và đừng quên nhấn subscribe quý vị nhé. Và một lần nữa cảm ơn nhà hàng Coco Ichiban đã tài trợ một vị trí tuyệt đẹp cho chương trình. Cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.